Chào anh em, tôi là Tài, kỹ thuật viên của Unitec. Thì hiện tại tôi đang có mặt ở nhà máy điện Lộc Ninh 2 ở khu vực Bình Phước. Thì hôm nay anh em Unitec có một buổi đến để training, hướng dẫn sử dụng thiết bị cho các anh em đội vận hành của nhà máy điện Lộc Ninh 2 ha. Thì cái video này tôi muốn làm để chia sẻ đến các anh em cái cách thiết kế cũng như là cái hướng sử dụng trong nhà máy điện Lộc Ninh 2 ha. Thì thứ nhất là về phần pin á, thì pin nhà máy điện Lộc Ninh 2 sử dụng là pin của hãng GA. Đấy, hãng GA 450 ha. Và họ sẽ thiết kế DC Commander Box. DC Commander Box. Ở phía bên này. Các anh em đang sử dụng thiết bị ha. À, đây là cái Commander Box. Commander Box này bao gồm 20 chuỗi. Có 24 cái cầu chì nhưng mà chỉ có 20 chuỗi thôi ha, 22 chuỗi thôi. Thì từ cái DC Combiner Box này có những cái bus đi dẫn về ha, dẫn về phía inverter phía bên kia. Thì tôi sẽ cho anh em tham khảo ha. Cái này là chèm hộp bộ của Sunround. Thì trong đó bao gồm inverter, trạm biến áp và tủ remote luôn. Thì máy biến áp này sẽ gom khoảng 24 cái cụm này, 24 bao gồm hai inverter ha. Bên kia một inverter nè, phía bên này một inverter nè. Một inverter sẽ đảm đương là 12 cái DC của nó bóc đi về. Thì cái công suất tổng ra đâu đó khoảng là 60.5 ha. Và cái tủ này á, bao gồm có những con IGBT ha, chuyển đổi từ DC sang AC và chuyển đổi thành AC. AC với mức điện áp là 600V. 600V sau đó sẽ đưa vào trạm biến áp ha. Trạm biến áp nâng áp. Nâng áp lên 35kV và nó sẽ qua một cái máy cắt ở bên này. Nó sẽ qua cái máy cắt bên này và nó đi lên phía đường dây 35. Phía sau đây này, đường dây 35 đây, đường dây 35 đây, nó sẽ dẫn đi về cái phần chạm dưới kia ha. Và phần chạm dưới kia có máy biến áp nâng từ 35 lên đường dây 220, 35 lên đường dây 220 để truyền tải ha. Thì cũng chia sẻ để các anh em trong solar cùng biết. Rồi, video đến đây là kết thúc. Cảm ơn anh em đã theo dõi video ha. Chào anh em.